Kính thưa quý khán giả, trong khi Trung Quốc đang xoay chuyển gần như 360 độ, đó là từ siết đến mở hết van bằng gói kích thích kinh tế lớn nhất, mạnh mẽ nhất để thúc đẩy thị trường bất động sản, vực dậy nền kinh tế, thì Việt Nam đang có chiều hướng gần như ngược lại. Đó là Bộ Xây dựng đề xuất với Chính phủ về chính sách đánh thuế với trường hợp sở hữu sử dụng nhiều nhà và đất. Trước đó, chính sách hạn chế tín dụng đổ vào bất động sản cũng đã làm cho thị trường gần như kiệt quệ. Thì nay, chính sách thuế tạo thêm cú đấm bồi cho thị trường này. Thực ra, hạn chế tín dụng hay chính sách thuế không sai, nhưng áp vào thời điểm này sẽ khó khôi phục nền kinh tế. Đây cũng chính là nội dung tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay, với tiêu đề Siết thị trường bất động sản nhìn từ Trung Quốc. Mời quý khán giả cùng bắt đầu theo dõi. Mới đây, Chính phủ Trung Quốc đã tung ra một loạt chính sách kích thích kinh tế trong bối cảnh quốc gia này gặp nhiều khó khăn. Gói kích thích kinh tế bao gồm các giải pháp nới lỏng chính sách tiền tệ, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ thị trường bất động sản và chứng khoán. Nhiều nước trên thế giới đánh giá đây là gói kích thích kinh tế lớn nhất từ đại dịch COVID-19 đến nay của Chính phủ Trung Quốc. Thậm chí quy mô có thể lớn hơn cả gói kích thích kinh tế trong khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Gói kích thích kinh tế này có thể chia làm 3 nhóm chính, gồm thứ nhất là nới lỏng tiền tệ, hạ lãi suất, bơm thanh khoản. Thứ hai là hỗ trợ thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho quỹ đầu tư gia tăng sở hữu và công ty niêm yết được vay lãi suất rẻ. Thứ ba là các gói kích thích nhu cầu đối với bất động sản. Hãng tin Caixin ở Trung Quốc nhận xét Bộ Chính trị Trung Quốc lần đầu tiên nhấn mạnh đến tính cấp thiết phải ngăn chặn sự suy thoái và ổn định lĩnh vực bất động sản. Điều này phản ánh mức độ lo ngại cao về suy giảm trong lĩnh vực bất động sản đối với nền kinh tế tỷ dân. Theo tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol, Vương quốc Anh, các cấu phần kích thích bất động sản của Trung Quốc ẩn chứa hàng loạt vấn đề. Đầu tiên là quyết định hạ lãi suất vay thế chấp bất động sản của người dân đang vay mua, giảm yêu cầu về vốn ban đầu cho ngôi nhà thứ nhất và thứ hai. Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cắt giảm tỷ lệ vốn đóng vào ban đầu cho quy định này, từ 25% xuống còn 15%. Quan trọng hơn, họ cũng khuyến khích các ngân hàng cắt giảm lãi suất đối với các khoản vay thế chấp hiện hữu khoảng 0,5%. Tổng giá trị các khoản vay hiện hữu này khoảng 5.300 tỷ đô la Mỹ. Ông Trang Xuân-Yên, Phó Chủ tịch Bộ phận Nghiên cứu của Shanghai E-House, cho rằng gói kích thích này là biện pháp hỗ trợ lớn nhất và rộng nhất của Trung Quốc đối với các khoản vay mua nhà, vì nó bao gồm cả việc mua nhà mới và các khoản vay mua nhà hiện hữu. Thay đổi quy định với bất động sản thứ hai trở đây đã phát đi một tín hiệu rất quan trọng, đó là hạ tỷ lệ vốn tự có trên vốn vay để mua căn nhà thứ hai về gần ngang với mức cần để mua căn thứ nhất. Được biết, một số thành phố chủ chốt như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Quảng Châu đều đã đồng loạt công bố điều chỉnh các quy tắc tương ứng của họ về tiêu chuẩn mua nhà. Trong đó, Quảng Châu đã loại bỏ tất cả các hạn chế về mua nhà, bất kể tình trạng hôn nhân hay người mua có đăng ký hộ khẩu tại địa phương hay không. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng hạn mức cho vay gói 300 tỷ nhân dân tệ, tức tăng từ 60% lên 100% đến các doanh nghiệp nhà nước để mua lại hàng tồn kho của các nhà phát triển bất động sản. Gói 300 tỷ nhân dân tệ tương đương 42 tỷ đô la Mỹ từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ giúp các doanh nghiệp được nhà nước hậu thuẫn mua lại số nhà tồn tại các dự án bất động sản được triển khai từ tháng 5, nhưng giới hạn mức ở 60%. Các dự án được mua lại sau này có thể được chuyển đổi thành nhà ở giá rẻ. Đặc biệt, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đã bật đèn xanh cho các ngân hàng hỗ trợ mua lại quỹ đất, lập kế hoạch cho phép các ngân hàng chính sách và ngân hàng thương mại được cho vay các tổ chức đủ điều kiện để mua lại quỹ đất của nhà phát triển bất động sản trên thị trường. Điều này được kỳ vọng giải tỏa lượng tiền mà nhiều người đã bỏ vào các dự án bất động sản nhưng không nhận được nhà. Một số biện pháp hỗ trợ bất động sản trước đó cũng đã được gia hạn đến hết năm 2026. Theo tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, câu hỏi nhiều người đặt ra là vì sao gói kích thích kinh tế lại được tung ra vào lúc này khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trước đó tỏ ra rừng rưng khi úp mở sẽ không cắt giảm lãi suất sớm. Một trong những nguyên nhân giới phân tích dự đoán là do sự sụt giảm nguồn thu của các chính quyền địa phương và sự gia tăng khoản nợ vượt quá dự báo dẫn đến các nỗ lực chi tiêu hỗ trợ nền kinh tế đạt tăng trưởng 5% bị đe dọa.
Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn cho biết hiện nay hầu hết các tổ chức phân tích đều hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xuống dưới mục tiêu 5%, đa số trong khoảng từ 4,6 đến 4,8%. Như vậy, tác động lên nợ của chính quyền địa phương tất yếu sẽ ảnh hưởng tới an ninh tài chính của hệ thống ngân hàng và tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Hơn nữa, nó làm cho di sản về kinh tế mà Trung Quốc muốn tạo ra gặp thách thức khi ước mơ cùng giàu lên đang dang dở. Chính vì vậy, sự quay xe đối với thị trường bất động sản nói chung và các chính sách hạn chế mua căn nhà thứ hai trở đây đã được nới lỏng. Thực tế, quy mô đóng góp của bất động sản trong nền kinh tế có liên quan gián tiếp lên nguồn thu thuế của địa phương, đặc biệt là các đầu tàu kinh tế nơi thị trường bất động sản sôi động. Mặt khác, siết bất động sản còn ảnh hưởng đến lĩnh vực dịch vụ, điều mà người Trung Quốc cũng vừa nhận ra. Đó là sự đi xuống của thị trường bất động sản đã kéo theo sự sa thải hàng loạt trong lĩnh vực môi giới, dịch vụ bất động sản, từ đó tác động lên các dịch vụ hỗ trợ cũng như ăn uống, giải trí, giáo dục. Khi tầng lớp trung lưu cảm thấy khó tích lũy nhanh hơn qua đầu tư mua nhà, họ sẽ cố thủ trong vàng. Cả người trẻ cũng vậy, khi họ có cái nhìn u ám về triển vọng kinh tế thì thị trường cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng xấu theo. Vòng xoáy bi quan đó sẽ tiếp tục. Vì vậy, không nên đánh giá thấp rủi ro do thị trường bất động sản suy giảm kéo dài mang lại. Câu hỏi đặt ra lúc này là bài học của Trung Quốc liệu có hàm ý gì cho đề xuất đánh thuế lên căn nhà thứ hai tại Việt Nam? Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng chúng ta cần phải tách bạch rõ tác động và mục tiêu của thuế đánh lên căn nhà thứ hai. Bởi không ai dám khẳng định đánh thuế lên căn nhà thứ hai, thậm chí là áp dụng thuế bất động sản thường niên sẽ làm giảm giá bất động sản. Mới đây, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam kiến nghị thắt chặt chính sách tín dụng với người đầu cơ để chặn bong bóng giá bất động sản đều không sai. Nhưng áp dụng vào thời điểm này và siết quá chặt khi nguồn cung hạn chế sẽ dễ gây tác dụng ngược, làm kiệt quệ nền kinh tế. Do vậy, Hội Môi giới này đề nghị các tổ chức tín dụng chỉ nên điều chỉnh giảm hạn mức cho vay thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản, yêu cầu tỷ lệ thanh toán bằng vốn tự có cao hơn hoặc áp dụng mức lãi suất cao hơn với những người mua nhà thứ hai trở lên. Bên cạnh đó, chính phủ có thể áp đặt các quy định về việc kiểm soát chất lượng tín dụng, yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo chi tiết hơn về các khoản vay liên quan đến bất động sản, từ đó tăng cường giám sát rủi ro. Ngoài ra, nhà nước cần có chính sách nới lỏng tín dụng với người mua nhà lần đầu, thiết lập cơ chế tín dụng ưu tiên cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền. Thực tế, nhiều nước trên thế giới cũng đưa ra những quy định về lãi suất, thuế với người vay mua bất động sản từ căn thứ hai trở lên, để ngăn đầu cơ. Chẳng hạn, cách đây 7 năm, Trung Quốc đưa ra các quy định nghiêm ngặt về sở hữu căn nhà thứ hai. Tuy nhiên, giải pháp này đã không mang lại hiệu quả như mong đợi, thậm chí còn khiến thị trường khó khăn hơn. Từ bài học khá tương đồng của Trung Quốc, nhiều chuyên gia cho rằng trong bối cảnh nguồn cung bất động sản khan hiếm như hiện nay, cần cẩn trọng áp dụng biện pháp tăng thuế, tăng lãi suất hay siết tín dụng với bất động sản. Bởi trong khoảng hơn 30 năm qua, giá nhà tại Việt Nam tăng hơn 400 lần, có dự án nhà chung cư giá gần 300 triệu đồng một mét vuông. Nguyên nhân do nguồn cung bất động sản ngày càng khan hiếm đã đẩy giá nhà ở lên cao và hiện chưa có chính sách hiện hữu nào mang tới hy vọng hạ nhiệt giá nhà. Một khi chưa có nguồn cung nhà giá rẻ, vấn đề của thị trường bất động sản chưa thể được giải quyết. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế Học viện Tài chính, một khi nguồn cung nhà ở khan hiếm, người mua sẵn sàng chấp nhận thuế lãi suất cao vì cứ mua là có lãi. Và một khi cầu cao hơn cung, càng đánh thuế, tăng lãi suất cho vay, thì bất động sản càng tăng giá. Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, việc đánh thuế bất động sản thứ hai chỉ là một trong nhiều biện pháp, không phải là yếu tố duy nhất để chặn đà tăng giá nhà đất. Việc đánh thuế này có thể khiến giá bán nhà đất tăng thêm, ảnh hưởng đến tính thanh khoản và sự phục hồi của thị trường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Trong bản tin tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích về vấn đề này qua góc nhìn của giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại!